chào Có Tình Yêu, mình là Yến thuộc team Fit You đây. Chúng ta lại quay trở lại với series diệt mỡ bụng cho các mẹ sau sinh này. Hôm nay là buổi tập thứ 3 rồi và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tập chân mông với nhau nha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những động tác đơn giản thôi và chưa có dụng cụ gì hết để chúng ta làm quen trở lại với việc là vận động. Hãy cùng nhau theo dõi và hãy cùng nhau đồng hành với Yến để chúng ta có thể giảm được cái đống mỡ bụng này nha. Chị em sau sinh cũng vẫn phải đẹp chứ đúng không nào? Bắt đầu thôi. Ok, chúng ta chuẩn bị vào buổi tập ngày thứ tư nha các bạn ơi. Hôm nay là buổi tập cardio nhưng mà chúng ta cũng sẽ cardio nhẹ nhàng thôi ạ. Lên, vẩy tay mạnh xuống nha. Xuống thở ra, lên hít vào. Lên chững chân nha. Vội vàng gì cả, bởi vì là tập luyện và thay đổi bản thân nó là quá trình. Ok, 30 giây tập và 10 giây nghỉ. Tay chạm chân này, tay chạm chân này. Động tác khi mà chúng ta tập phát lực thì là lúc đấy thở ra. Được không ạ? Đơn giản đúng không nào? Rồi, 10 giây và chuẩn bị sang động tác tiếp theo nào. Liên tục. Thử tay chạm đầu gối, bàn tay chạm bàn chân. Tập một bên. Thở. Thở đều nhé các bạn. Ok. Nghỉ 10 giây. Và đổi sang bên còn lại. Hãy dành cho bản thân của mình 10 đến 15 phút mỗi ngày tập luyện cùng với Yến nha. Thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất. Ok. Động tác tiếp theo nha. Là một động tác tập cho cả phần tay vai và phần co của mình. Siết bụng nha. Quay trở lại nào, quay lại từ đầu nào, lên kiễng chân, xuống, lên, xuống, rất tốt, bạn vẫn làm kịp cùng với Yến đấy chứ ạ. Sau buổi tập này thì hãy nhớ comment cảm nhận của mình nha, để cho Yến được biết. Chúng ta không cần phải so sánh mình với ai cả. So sánh mình với chính mình của ngày hôm qua thôi ạ. Yến cũng đang nỗ lực từng ngày để có thể là lấy lại được vóc dáng cũng như là sức khỏe của mình trước khi sinh.
cố gắng để sắp xếp thời gian dành cho bản thân của mình. Biết là sinh con xong, các mẹ có rất là nhiều những cái việc không tên phải làm. Nên là với những mẹ mà có 2 bé hay là 3 bé thì chắc chắn là rất là bận rộn rồi. Và tiếp tục nha, tiếp tục nào. Thở đều, thở đúng nhịp là cách để chúng ta có thể tập luyện được lâu, đỡ bị mệt. Tác cho phần co và tay vai. Siết bụng này. Ta lại tiếp tục nha mọi người. Quay trở lại nào. Nào. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Thở mạnh ra nào. Các bạn có biết là mỡ giải phóng qua đường nào không ạ? Hơi thở đấy mọi người ạ. Hơi thở. Bắn hết mỡ đi nhỉ. Cố lên. Tiếp tục nào. Lúc tập này như thế này thì nhớ nha bạn ơi, ăn kém kém cái mồm lại, vẫn có thể ăn đủ chất, tiết ra đủ sữa cho bé và mẹ thì vẫn giảm được cân. Ai chưa biết cách thì inbox ngay cho Yến. Cuối trong series này nè. Động tác này.
co, tay vai. Vòng cứng bụng rồi nè. Lên đây thôi bạn nhá. Yến biết là mọi người cũng rất là mệt rồi. Chúng ta sẽ giãn cơ. Với các mẹ sau sinh thì chúng ta hãy lưu ý là chúng ta tập cố lên một chút so với sức của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải nghe ngóng cơ thể của mình. Nếu quá mệt hay là hoa mày chóng mặt thì chúng ta cũng nên dừng lại. Ta có thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn, từ từ hơn, chậm rãi hơn, được không nào? Mỡ bụng thì ai cũng muốn diệt, nhưng mà nó sẽ cần phải có lộ trình và mình không có được nôn nóng. Nó sẽ là sự kết hợp giữa những cái thói quen tốt, giữa việc dinh dưỡng tốt, giữa việc tập luyện thể dục thể thao, giữa việc là tinh thần của bạn có tốt hay không, rồi ăn ngủ nghỉ, người ta cũng đều có một thời gian nó khoa học. Đó. Không chỉ đẹp bên ngoài mà chúng ta còn phải khỏe cả bên trong nữa. Kể cả là nếu mà các mẹ không có thời gian tập luyện hay là chưa đủ sức khỏe để có thể tập luyện thì chúng ta hãy giãn cơ nhá. Giãn cơ cũng được. Đó. Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Vì Yến biết mà, các mẹ sau sinh thì chúng ta phải bế con nhỏ nhiều này, chúng ta phải chăm sóc con rồi nhiều lúc là đêm á, chúng ta cũng bị thiếu giấc ngủ và chúng ta rất là dễ bị đau mỏi vai gáy cũng như đau lưng. Cái động tác giãn cơ cũng sẽ giúp cho chúng ta được khỏe lên rất là nhiều đấy ạ. Đâu quá. Kéo giãn cái phần xương sống của mình ra. Mình đang thư giãn và massage cho xương sống của mình, cột sống của mình. Đó, cột sống là cuộc sống mà. Ok, buổi tập ngày hôm nay kết thúc rồi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi tập tiếp theo. Ok, chúc mừng bạn đã hoàn thành buổi tập ngày hôm nay cùng với Yến. Bạn cảm thấy như thế nào? Nếu mà cái phần kỹ thuật ấy, bạn còn chưa biết cách tập để cho nó đúng chuẩn vào cái phần cơ mà mình mong muốn ấy, thì hãy inbox để cho Yến có thể hỗ trợ được bạn nha. Fit You luôn luôn muốn đồng hành cùng với các chị em để chúng ta cùng đẹp, cùng tự tin, cùng khỏe để có thể chăm con, chăm sóc gia đình của mình thật tốt nha. Hãy like, share, subscribe kênh Fit You để chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong chặng đường sắp tới. Hẹn gặp lại bạn ở buổi tập thứ 4. Bye bye!